Chào tất cả các bạn, chào anh em thợ nhá. Hôm nay lên hình chiếc Supreme mình vừa mới dọn dẹp xong. Con này thì nó quá đẹp luôn, không phải chỉnh sửa nhiều, chỉnh sửa một cái gì luôn. Và xe đã để lâu, hôm nay mang ra mình làm lại cho mới các bạn nha. Và bây giờ mình bắt đầu quay chi tiết từng bộ phận một. Tàu của nó này mới chỉ có lau qua đánh bóng một chút đơn giản thôi, nó đã bóng mới như này rồi. Giảm sóc này, mai ơ các bạn, vành này. Sáng toang các bạn nha. Con này thì zin từ đầu đến cuối các bạn. Bình xăng à. Sườn bình xăng à. Tem à. Nóc máy. Chế. Bồ này. Phải nói con này bao nhiêu năm rồi nhưng mà chủ xe là quá giữ gìn các bạn nha. Con này quá đẹp luôn. Bóng lộn. Biển số như ở đuôi các bạn nhìn. Hộp xích này. Chủ xe để lâu quá các bạn nha. Lúc sáng mang ra nó rất là đen và xấu. Qua quá trình làm việc và đánh bóng cho nó thì giờ chiếc xe nó đã trở nên như này các bạn nha. Vành. Sườn bình xăng này. Không tì vết luôn các bạn nha. Lốp máy này. Đầu máy nào các bạn. Đẹp long lanh luôn các bạn nha. Không tì vết. Anh em bạn bè nào có nhu cầu mà làm xe giật nên đánh bóng mới các bạn cứ alo cho mình nhé. Số điện thoại mình để ở phần mô tả các bạn nhé.
Và xin thông báo với anh em là con xe này là vứt xó cũng lâu rồi. Rất là lâu luôn. Hôm nay mang ra mình tân trang lại. Mình tân trang lại, mình đánh bóng lại thôi, rửa ráy đánh bóng và chỉnh lại phanh chuông rồi thay dầu máy thôi. Nạp ắc quy như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Còn mình đánh bóng làm mới lên. Chỉ đơn giản vài đường thôi mà nó đã đẹp như vậy rồi các bạn nha. Bạn nào quan tâm thì cứ alo cho mình theo số điện thoại mình để phần mô tả. Có nhu cầu làm xe trở về mới rồi thì đánh bóng mới, đánh bóng toàn phần luôn các bạn nha, đảm bảo với các bạn là mới cứng luôn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo các bạn nha.